Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, quyển sách cướp nhặt tinh hoa đại đạo của tác giả Thiên Dân, hiện tại Quách Văn Hòa. Chúng tôi nhận thấy quyển sách cướp nhặt tinh hoa đại đạo của tác giả hiện tại Quách Văn Hòa, tự là Thiên Dân, có nhiều nội dung phong phú, hàm chứa nghi lễ, giáo lý, tiểu sử, điển tích đại đạo, góp phần vào kho tàng kinh sách của đạo Cao Đài, nên chúng tôi thực thu âm nhằm cống hiến quý thính giả và hầu bảo tồn tư liệu khảo luận cho nền đạo mai sau. Chúng tôi xin trích đọc những bài trong quyển sách góp nhặt tinh hoa đại đạo, kính mời quý khán thính giả lắng nghe. Bài 1. Danh hiệu Đấng Cao Đài. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đến lập đạo tại miền Nam Việt Nam, lấy danh hiệu là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh hiệu này lần đầu tiên Ngài giáng cơ vào đêm Noel năm 1925 và ban cho bài thi như sau: Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương. Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, vui lòng tu niệm hưởng ân thiên, đạo màu rưới khắp nơi trần thế, ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. Nhưng khi niệm danh hiệu Ngài, chúng ta phải thêm hai chữ Nam Mô trước thánh danh của Ngài mới trọn đủ. Vậy chúng ta thử tìm hiểu câu thánh danh của Đức Chí Tôn như sau: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô, Nam Mô phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là kính lễ, đảnh lễ, cúi đầu làm lễ. Tiếng Nam Mô thường được dùng trước hồng danh chư Phật, Bồ Tát hay đặt trước câu lời nguyện. Cao Đài, hai chữ Cao Đài chúng ta chưa được thấy Đức Chí Tôn giảng nghĩa mà chỉ được hội thánh trong thánh ngôn hiệp tiễn, dịch sang tiếng Pháp là tối cao, cao nhất. Trong Nho giáo, quyển Âu học Quỳnh Lâm có câu: Đầu thượng viết Cao Đài, nghĩa là trên hết là Cao Đài. Và trong Tiên Tri 500 trước đây của Chi Minh Sư có câu: Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng, đài tại Nam Phương đạo thống truyền. Đàn cơ tại Cần Thơ vào năm 1927, Đức Chí Tôn có ban cho một bài thi, trong đó có hai chữ Cao Đài. Linh Tiêu Nhất Tháp Thị Cao Đài, đại hội quần tiên thử ngọc giai, dạng trượng hào quang tùng thử sức, cổ danh bộ cảnh lạc thiên thai. Bài thi trên có nghĩa như sau: Nơi Linh Tiêu Điện, một điện ở thiên đình, nơi mà Đức Chí Tôn thường ngự, có một ngọn tháp gọi là Cao Đài. Chư tiên thường mở đại hội trước bệ ngọc ấy. Từ nơi đó, hào quang muôn trượng chiếu tỏ ra xa. Tên khi xưa của cảnh báo này gọi là Lạc Thiên Thai. Hai chữ Cao Đài có thể hiểu là đấng tối cao hay đấng cao cả, ở trên hết các đấng thiêng liêng. Hai chữ đó chính là tá danh, là mượn danh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tiên Ông, Tiên Ông là một phẩm chót của đạo tiên. Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát là một vị Bồ Tát lớn. Bồ Tát do từ tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Quá. Bồ Đề có nghĩa là chánh giác, còn Tát Quá có nghĩa là chúng sanh. Bồ Đề Tát Quá gọi tắt là Bồ Tát để chỉ bậc đã giác ngộ, đã đắc quả Bồ Đề nhưng không an hưởng Niết Bàn mà cứ lặn lội trong ba cõi sáu đường để cứu độ chúng sinh. Chính Đức Phật Thích Ca cũng đã từng làm Bồ Tát ở kiếp trước, đến kiếp cuối cùng mới ngồi cơ cội Bồ Đề 6 năm rồi thành Phật. Ma Ha Tát, Ma Ha Tát là tiếng Ma Ha Tát, Ma Ha Tát là tiếng Phạn, dịch ra là Ma Ha Tát đó. Ma Ha Tát có nghĩa là bậc chúng sinh lớn,
có lòng dạ quảng đại, luôn thương xót và tế độ tất cả nhân loại. Vậy Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc Bồ Tát trên hết các bậc Bồ Tát, đáng lẽ đã thành Phật, nhưng vì lòng thương chúng sanh nên nguyện ở lại tế độ mọi người, và khi nào không còn ai khổ sở nữa mới thành Phật. Danh hiệu này có hai từ Tiên Ông và Bồ Tát là hai phẩm trong Tiên và Phật giáo, nên Thánh Ngôn Hiệp Tiện Đức Chí Tôn có dạy: các con coi bậc Chí Tôn như thầy mà hạ mình đặng độ rỗi nhân sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên Ông và Bồ Tát, là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao tối trọng, còn thầy thì khiêm nhường là thế. Ngoài ra, khi chúng ta niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì tổng số các chữ trong câu ấy là 12 chữ, mà số 12 là số riêng của Đức Thượng Đế, nên câu chú ấy cũng tượng trưng cho Đức Chí Tôn. Bài 2: Đạo Khai Tà Khởi. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tiễn, Thánh giáo Đức Chí Tôn ngày 29 tháng 6 năm Bính Dần, dương lịch ngày 7 tháng 8 năm 1926, có cho biết: các con chớ ngại, ngày nay đạo khai tức tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy mình. Đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả môn đệ thầy nữa. Qua lời thánh giáo trên, Đức Chí Tôn có cho biết trước, kể từ ngày thành lập Đại Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, sẽ có bọn tà mị, quỷ dương xuất hiện để phá quấy người tu hành. Thật vậy, trong buổi đầu chưa khai đạo tại Vĩnh Nguyên Tự Đàn Cơ ngày 1 tháng 7 năm Bính Dần, dương lịch ngày 8 tháng 8 năm 1926, Thánh giáo Đức Chí Tôn có đoạn cho biết như sau: thơ, con dắt mấy em con đi cần duộc vì tà mị muốn nhiễu hại môn đệ thầy ở dưới. Quan Thánh và Quan Âm đợi các con xuống đi lập tức. Tương, con không hiểu ngày nay là thế nào, chư thần thánh tiên Phật cả thải đều náo động cũng vì các con. Quỷ dương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con, thầy chẳng chịu cho hành xác. Chúng nó hiệp tam thập lục động tôn hại các con, nên thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến gìn giữ các con. Nhưng phần đông chưa lập minh thệ nên chư thần thánh tiên Phật không muốn nhìn nhận, vì vậy mà thầy sai mấy đứa nhỏ xuống đặng chung hiệp cùng con, mà tức cấp lập thành và luôn dịp phong thiên ân cho Tương, Kim và Thơ. Vậy con phải kêu chúng hội đủ mặt nội đêm nay. Bài thánh giáo trên đây đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng hệ đạo khai là tà khởi. Chúng ta thử tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao đạo vừa sắp mở thì quỷ dương hay những chướng ngại nổi dậy cản trở bước đường tu. Có chánh thì phải có tà. Chúng ta cần phải hiểu chữ tà trong bài thánh giáo trên. Tà đây là tiếng gọi chung các loài ma quỷ và tất cả những gì ngăn cản thiện căn, cản trở chánh pháp, cũng như những thứ bệnh tật, phiền não, nghi hoặc làm nhiễu loạn nhân tâm, gây chướng ngại cho việc tu hành. Trong khi tu hành, chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh làm cho chúng ta thối bước ngã lòng, như thiếu thốn tiền bạc, tật bệnh triền miên, hoặc những nỗi bất bình, những điều thống khổ, là những thứ tà, còn gọi là ma khảo, gây chướng ngại cho việc tu hành. Hoặc cũng có khi trong việc lập công bồi đức, chúng ta bị sa ngã vì sắc đẹp, vì danh vọng, vì quyền lợi. Đó cũng là những thứ tà để quyến rũ con người vào đường tội lỗi mà thất đạo. Chúng ta biết đạo thì chân chánh, có nhiệm vụ giáo hóa, còn tà thì ngụy nguyệt,
có bổn phận làm giám khảo thử thách. Chánh tà là hai thế lực cần thiết, không thể thiếu trong sự công bình thiêng liêng của tạo hóa. Hai thế lực ấy tạo thành ngẫu lực thúc đẩy sự tiến hóa của càn khôn. Bởi vì chánh tà là hai thiếu lực đối kháng nhau như nước với lửa, đêm với ngày, như âm với dương, như địa ngục với thiên đường, như ma với Phật, luôn luôn có mặt trong càn khôn vũ trụ, tạo thành hai thế lực lôi kéo theo hai chiều ngược nhau để thúc đẩy sự hình thành hai sự tiến hóa của vũ trụ và vạn vật. Tà chánh cũng như hai yếu tố âm dương là cơ động tịnh, màu nhiệm của trời đất. Nếu không có âm dương thì muôn vật sẽ không thể sinh hóa. Nhờ có âm dương tác động lẫn nhau nên mới tạo ra mọi cuộc biến hóa, thiên địa, vạn vật mới được sinh thành. Tà chánh cũng vậy, có chánh thì phải có tà để phân biệt và làm hiển lộ cho lẽ chánh. Nhất là lẽ tà tạo điều kiện thử thách để nâng lẽ chánh tăng lên phần cao trọng. Vì vậy, trong thi văn đại đạo, Đức Chí Tôn có cho bài thi dạy về hai lẽ chánh tà như sau: có chánh tự nhiên có lẽ tà, chánh tà hai lẽ đón sao ra. Sao ra tiên Phật người trần tục muốn thành phải đến ta. Tà bất cảm chánh, lúc nào tà cũng không thích hợp với chánh. Vì tà chánh là hai thế lực đối nghịch nhau, tà thuộc âm, ác, dục vọng, nặng nề, ô trược. Còn chánh thuộc dương, thiện, lương tâm, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cho nên con người xưa thường nói chánh tà tương khắc, nghĩa là chánh với tà là hai thế lực lúc nào cũng khắc nhau, như nước với lửa. Hay nói một cách khác, tà bất cảm chánh, tức là tà không ưa chánh. Hễ nơi nào có đạo ra đời thì nơi đó sẽ xuất hiện tà để tạo cơ thử thách. Thánh giáo Đức Chí Tôn cho biết nơi thiên cung có nhiều phẩm vị cao trọng dành cho người tu hành chân chánh, nhưng phẩm trật của quỷ vị cũng không thiếu chi. Ngài cho biết có những nơi trước thiên cung mà lập thành quỷ vị cũng đủ các ngôi, các phẩm, đặng đầy đọ các con, hành hài các con, sự trị các con. Cái quyền lớn lao ấy do Thầy ban cho nó, nên đặng quyền cám dỗ các con, suối biểu các con, giành giật các con, mà làm tay chân bộ hạ trong dòng tôi tớ nó. Thầy đã thường nói, hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý, lực công bình thiêng liêng buộc phải dậy. Thầy lắm phen bị mất, bị giật các con của thầy vì chúng nó. Ngay như trong thân chúng ta cũng có tà chánh. Tà là dục vọng do xác thịt đòi hỏi, chánh là lương tâm, ấy là một điểm linh quang của trời ban bố cho con người để khuyên lên dìu dắt và soi sáng bước đường, cũng như đường đạo của mọi cá nhân trong kiếp sanh. Như vậy, con người sống ở thế gian, dục vọng với lương tâm lúc nào cũng xung khắc nhau. Theo Đức Thượng Sanh, nếu cứu cánh của sự xung đột giữa lương tâm và dục vọng, có khi lương tâm đắc thắng, đó là thánh đức thắng tà thần. Có khi ta quá nhu nhược, thiếu đạo đức để cho dục vọng đàn áp lương tâm, tất nhiên ta phải sa ngã vào đường tội lỗi. Đó là tinh thần chịu phước phục bởi vật chất. Tuy nói tà bất cảm chánh, nhưng tà chánh lúc nào cũng có mặt, đi đôi với nhau nên rất khó phân biệt. Thánh giáo Đức Thái Thượng Đạo Tổ có dạy, nếu luận tà chánh thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng mình là chánh. Cái tà vì thiên thơ sử dụng, tà vì cơ thử thách của tam giáo tò, tà vì những quỷ sát ma hồn lẫn lộn của quỷ dương để làm cho công phu lỡ dở. Mỗi cái tà có duyên cớ ấy,
ngày sau đều có sự biến đổi thiêng liêng hoặc có một kết quả. Theo Đức Hộ Pháp, trong thiết đạo có luận về chánh tà trong tôn giáo, Ngài dạy, cái bảo vệ cho tạo đoan không có quyền diệt quá phải bảo quá mà thôi. Cơ quan bảo quá tất nhiên chánh, cơ quan nào diệt quá tức là tà. Nếu chúng ta lấy cái lý xét đoán dầu cho bên vật chất hay bên tinh thần, cốt yếu cho loài người làm môi giới, điều độ các chân linh tấn truyện mãi cho đến Phật dị, về mặt hình thể, cơ quan nào không có ích cho cơ thể tạo đoan tức là không có ích cho nhân loại. Việc bảo vệ sanh mạng của nhân loại trong khuôn khổ tạo đoan tất nhiên là cơ quan nào nâng đỡ, bảo trọng thêm cái sống này giúp cơ thể tạo đoan và bảo vệ sanh mạng của vạn linh nơi mặt địa cầu này, nó là chánh. Triết lý nào giúp cho nhân loại tất nhiên bảo trọng cơ quan tạo đoan bền bỉ vững chắc, nó là chánh. Triết lý nào xúi dục làm cho vạn vật tàn sát với nhau, diệt quá, tất nhiên triết lý ấy là tà. Sự phân biệt tà chánh của Đức Hộ Pháp, chúng ta thấy đạo có nhiệm vụ bảo quá vạn linh thì đạo là chân chánh, còn ma dương quỷ quái là bọn diệt quá, đó chính là tà. Vì vậy thánh giáo thầy có dạy, những kẻ nào làm môn đệ của tà thần tinh quái thì không thế nào làm môn đệ thầy đặng. Tà là cơ thử thách của người tu, chúng ta cũng cần nên biết chữ thử thách. Thử thách còn gọi là cơ khảo thí, là một trường thi tuyển chọn người có đầy đủ hạnh đức và công quả xứng đáng để tăng lên tiên tịch. Có trường thi công quả, tất có cơ khảo thí theo pháp công bình thiên liêng. Phàm muốn đọt hữu vị nơi trường thi ấy, người hành đạo phải có công lao xứng đáng và phẩm hạnh hoàn toàn, chịu thử thách mà không xa ngã mới xứng đáng với ngôi vị thiên liêng ấy. Người tu hành muốn tắc đạo phải vượt qua cơ thử thách, bậc thượng căn đại trí thì có thể vượt qua khỏi, bằng kẻ nào thiểu căn độn trí ắt là bị té ngã trở lại. Vậy người tu hành cần phải suy cạn ở điểm này, tu hành mà không bị khảo đảo là quả đạo còn rất xa, còn tu mà nghiệp lực dồn dập là đạo quả rất gần. Vì vậy trong kinh Phật mới có câu vô ma khảo bất thành Phật đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Nghĩa là không ma khảo chẳng thành Phật đạo, 10 ma khảo đạo 10 nghiệp dập dồn, mà người tu cố gắng vượt qua cho được thì mới thành tiên. Bằng chẳng ma khảo đạo, chẳng tai nạn chi thì cũng chẳng trở nên người hiền đức. Như vậy đạo không ma khảo đạo khó thành, ma không đạo khai, ma không được dịp mở cơ thịnh vượng. Chúng ta phải hiểu biết rằng chư Phật, chư tiên và các hiền nhân thánh triết xưa nay đều có sự thử thách và khảo đạo trải qua. Các ngài đạo quả càng cao bấy nhiêu là sự khảo đạo càng nhiều bấy nhiêu. Nhưng chúng ta đừng nên ỷ lại nơi sức mình. Trong kinh cũng có nói, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng, ma thượng đầu nhân. Nghĩa là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma thượng lên đầu. Ý nói người tu hành tạo lập công hạnh nhiều bao nhiêu thì sức quỷ cũng vượt lên bấy nhiêu. Trong đạo cao đài, thánh giáo Đức Chí Tôn cũng cho biết trước, chung quanh các con dầu xa dầu gần, thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, thầy hằng suối chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con. Xong trước thầy đã cho các con một bộ thiết giáp mà chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Ấy vậy,
ráng gìn giữ bộ thiết giáp đó hoài cho đến ngày các con hội hiệp cùng thầy. Ấy vậy, đạo là vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ áo giáp thì thân các con ra trần lỗ, còn bỏ đạo thì các con ở dưới phép tà thần. Trong một đoạn thánh giáo khác, thầy lại giải thích. Thầy nói cho các con hiểu rằng cả môn đệ thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần vì thầy cho yêu quái lấy danh thầy mà cám dỗ. Cười, đi bao nhiêu đều mất bấy nhiêu, các con chớ buồn vì thiên thơ phải vậy, thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con lựa phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết. Tóm lại, vào thời tam kỳ phổ độ, ứng vào thời cuối hạ nguyên tam chuyển, sắp bước qua thượng nguyên tứ chuyển, trí đức và tinh thần của nhân loại đã tiến hóa đến một trình độ cao nhất. Giáo pháp của các nền tôn giáo trong nhất kỳ, nhị kỳ phổ độ không phù hợp với thời kỳ này, không thể kiềm chế, sửa cải tâm lý nhân sanh, khiến cõi thế gian trở thành trường tranh đấu quyết liệt. Nhân loại sống trong dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh khốc liệt, thiên tai tàn phá, bệnh chứng huỳnh hành, làm cho con người phải chịu nhiều điêu linh, khổ sở. Vì thương sanh chúng, không thể ngồi yên để đám con cái của mình là toàn cả nhân sanh chém giết nhau, đưa đến cơn tận diệt. Một lần nữa, Đức Chí Tôn đích thân giáng cơ khai mở nền đại đạo tam kỳ phổ độ để cứu vớt toàn thể chúng sanh. Nhưng người tu cần phải hiểu rằng đạo khai là tà khởi, cho nên kẻ hành đạo cần phải trao rèn tâm đức, làm sao cho bên thánh đức nặng hơn tà mu thì mới mong vượt qua những cơn thử thách của ma dương mà hội hiệp cùng thầy, như lời thánh giáo đã dạy. Cư tắc sang con ơi, lập đạo thành chăng tại nơi ba con? Con đã nghe quyền hành của yêu quỷ thầy cho lớn đến bực nào, chẳng phải cơ thử thách tiên Phật mà thôi, lại còn là công bình thiên liêng của tạo hóa. Nếu hai đầu cân chẳng song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Tự nơi các con làm thế nào cho bên thánh đức nặng hơn tà mu thì mới ra công quả. Người tu vượt qua được một lần khảo đảo là trình độ tâm linh tiến hóa lên một bậc. Cho nên nhờ ma khảo mà chư Phật tiên thánh mới chứng được quả vị cao thâm. Mặt khác, cửa đạo rộng mở, người vào tu hằng hà nên chân giả khó phân. Có người chân tu mà cũng có người giả tu, mượn danh đạo để tạo danh đời, cho nên nhờ ma khảo để lựa chọn người chân tu, loại ra những kẻ tu giả dối. Bài 3. Kinh Vô Tự. Khi nghiên cứu về kinh sách của đạo Cao Đài, chúng ta có thấy hai bài kinh nói đến kinh Vô Tự có ý nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta thử tìm hiểu danh từ này. Kinh là lời của các bậc thánh hiền hoặc chư tiên Phật để lại. Vô tự là không có chữ viết. Nghĩa đen kinh Vô Tự hay Vô Tự kinh là một quyển kinh trong ấy không có chữ viết. Trong quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, bài đệ ngũ cũ có đoạn viết: Đài chiếu giám cảnh minh nhẹ bước, xem rõ ràng tội phước căn sinh, lần vào cung ngọc diệt hình, khai kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên. Trường hợp này, kinh Vô Tự là một quyển kinh rất quyền diệu nơi cõi thiên liêng, trong đó không có chữ viết. Để bất cứ một chân hồn nào khi đứng trước quyển kinh này thì chữ mới bắt đầu hiện ra, để chân hồn xem cái quả duyên của mình. Theo bài đệ ngũ cũ, chân hồn đến cõi xích thiên, đi vào cung ngọc diệt hình để mở quyển kinh Vô Tự ra xem.
thì chỉ viết mới hiện ra. Trong đó ghi rõ lý lịch của chân hồn và ghi những hành tàn thiện ác của chân hồn trong kiếp đương sanh ở nơi cõi thế gian. Quyển kinh vô tự này được Đức Hộ Pháp nói đến trong con đường thiêng liêng hằng sống, đêm 26 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, dương lịch 23 tháng 2 năm 1949 như sau. Nếu khi về được rồi, thân nhân của chúng ta dắt chúng ta đến một cung, có một quyển sách thiên thơ để trước mặt ta, dở ra xem thấy tên mình và kiếp sanh của mình đã làm gì, thì trong quyển thiên thơ ấy nó hiện ra hết. Chúng ta tự xử chúng ta, mình làm tò để xử cho mình, hoặc mình phải đầu kiếp hay là đọt đến địa vị nào định lấy. Trong phần kinh Thế Đạo, bài kinh nhập hội có đoạn viết: cơ chuyển thế khó khăn lắm nổi, mượn thánh ân xây đổi cơ đời, thuận nhân tâm ắt thuận trời, cấu kinh vô tự độ người thiện duyên. Trong trường hợp này, kinh vô tự hay vô tự kinh là quyển kinh không có chữ viết, nhưng hiểu theo nghĩa bóng, tức là những lời thiết đạo, thiết giáo lý, thiết pháp. Trong bài làm người đứng trước xã hội phải tìm phương lập vị mình, Đức Hộ Pháp có thiết: chúng ta mang danh ra trước thời kỳ ngộ đạo, đứng giữa con đường Đức Chí Tôn, đi ngang qua, đầu chớ không thấy hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta cũng hưởng được mùi vị sống, mùi vị thiêng liêng của Ngài. Chỉ biết được điều mượn mảnh hình hài xác thịt này làm con thuyền bát nhã độ thế cứu đời, lấy cả khối trí óc tinh thần làm câu kinh vô tự, đặng chuyển cả tinh thần loài người tiến triển trên mặt nhân đạo của họ, đặng bảo thị thủ cái sống. Trong bài làm người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình, Đức Hộ Pháp có thiết: chúng ta mang danh ra trước thời kỳ ngộ đạo, đứng giữa con đường Đức Chí Tôn đi ngang qua, đầu chớ không thấy hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta cũng hưởng được mùi vị sống, mùi vị thiêng liêng của Ngài. Chỉ biết được điều mượn mảnh hình hài xác thịt này làm con thuyền bát nhã độ thế cứu đời, lấy cả khối trí óc tinh thần này làm câu kinh vô tự, đặng chuyển cả tinh thần loài người tiến triển trên mặt nhân đạo của họ, đặng bảo thủ cái sống còn trên mặt thế gian này, đem mảnh thân này đưa trong tay Đức Chí Tôn cho Ngài lập phương cứu khổ, chẳng phải sống của đời mà thôi, chúng ta còn đảm nhiệm cái sứ mạng thiêng liêng quý hóa hơn trước. Chúng ta còn lấy linh hồn chúng ta làm mực thước, đặng cứu vớt các linh hồn xa đọa, làm cho họ có danh giá cao trọng. Và trong bài dạy phương pháp giảng đạo, Đức Hộ Pháp cũng có nói như sau: tôi buộc mấy anh em, chị em tập cho quen dạ, đạo sau này muốn truyền ra thiên hạ cần phải thuyết, đó là vô tự kinh. Viết sách truyền bá không bằng thiết giảng, cần phải có niêm lực. Trong thời kỳ hảo nguyên, nhân loại ngoại đua theo văn minh vật chất nên có xu hướng trọng thực tiễn, ít để tâm đến đạo đức tinh thần trong kinh sách. Vì vậy khi đạo Cao Đài khai mở, Chí Tôn thường dạy các bậc tiền khai hãy đem lời thánh giáo Chí Tôn truyền đạt cho sanh chúng bằng những đàn thiết đạo. Ngài nói: dầu cho sắt đá cỏ cây mà nghe thánh ngôn của thầy, nơi con nói ra cũng hoan nghênh, huống lựa là người. Đây chính là vô tự kinh trong thời tam kỳ phổ độ, một phương cách rất thuận lợi cho việc phổ độ trong thời bấy giờ. Bài 4. Nhân mùa du lan nói về lòng hiếu hạnh của thất nương. Chữ hiếu là nền tảng để làm một con người ở thế gian, do đó làm người phải biết đạo hiếu.
Mỗi năm khi mùa Du Lan về, biết bao người con trên thế giới như ấm lại bởi tấm lòng hiếu thảo của những người con biết đạo, hướng về hai đấng sinh thành dưỡng dục. Chúng ta hãy noi gương thất nương, một đấng thiêng liêng nơi Diêu Trì Cung. Như ta biết, cô thất nương Diêu Trì Cung có tái kiếp xuống trần vào một gia đình họ Dương ở Chợ Lớn. Cô sanh năm Canh Tý 1900. Cô có tên là Dương Thị Lễ, thân phụ là Dương Quang Trân làm đốc phủ, thân mẫu là Đỗ Thị Sang, con gái Sang, con gái của tổng đốc Đỗ Hữu Phương. Cô Dương Thị Lễ sau một cơn bệnh nặng rút hơi thở cuối cùng vào ngày 25 tháng 10 năm Mậu Ngọ, dương lịch 28 tháng 11 năm 1918, hưởng dương 19 tuổi. Cô Dương Thị Lễ chết đi, cảm thấy mình chưa làm tròn chữ hiếu của người con, đàn cơ vào năm Ất Sửu 1925. Có mặt ông Dương Quang Trân, cô giảng cho cha một bài thi như sau: cuối lại thân sinh thứ loại con, âm dương ti cách hiểu tâm còn, hồn quê níu nắm tình non nước, phách quế náo nương dạ sắc son, ác lặng hiên đồi già nhắc nhởm, nguyệt trầm non thái trẻ thon giòn, thấy nhau thêm tuổi đường ly biệt, đã nát xương tan nghĩa vẫn còn. Theo lời ngài khai pháp Trần Duy Nghĩa thiết đạo tại đền thánh vào ngày 22 tháng 11 năm Đinh Hợi 1947, nói về Ngọc Cung có cho biết: vào năm 1929, cô thất nương Dương Thị Lễ hay tin thân phụ là Dương Quang Trân Quy Liễu bị tội đọ nơi Diêm Cung. Cô thất nương lén bỏ Diêu Trì Cung đặng đi xuống Diêm Đình để thức tỉnh cha của cô. Vì phế phận nên Ngọc Hư Cung bắt tội thất nương, làm cho Diêu Trì Cung náo nhiệt, nhất là Bát Nương sợ cho thất nương bị tội ấy mà thất vị. Bát Nương mới giáng cơ báo tin cho Đức Hộ Pháp hay và yêu cầu Đức Hộ Pháp xin với Ngọc Hư Cung ân xá cho thất nương. Đức Hộ Pháp liền lập đàn cơ, thất nương giáng tỏ bài, bài nội niềm hiếu đạo. Hỏi ai có biết hiếu ra sao, chính chữ cù lao giá thế nào, hình dốc cạnh tiên còn dính máu, chân thần nước Phật giữ thai bào. Nội riêng chưa dạng thân từ phụ, nghĩa đặng đao đai phận má đào, thà xuống âm cung kia khổ tội, cha dạy ai nỡ ngự đài cao. Đức Hộ Pháp đọc bài thi rồi thì xúc động từ tâm, nghĩ vì lực pháp quá nghiêm khắc, e rằng mặt thế này không ai tránh khỏi tội, cô thất nương vì chữ hiếu mà phải bị phạt. Thế thì lực công bình có lẽ còn chỗ phiết điểm chăng? Đức Hộ Pháp quyết định dâng sớ lên Đức Chí Tôn xin tội cho thất nương. Đức Chí Tôn nhận được tờ sớ, liền giao cho Đức Lý Thế Bạch và nói rằng: con coi, tóc nó rách thầy, ắt nó chưa hiểu lực công bình thiêng liêng thế nào, con cũng nên đến dạy cho nó đặng hiểu. Dâng lệnh Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ nói cho Đức Hộ Pháp hiểu rõ và cho một bài thi về lực công bình thiêng liêng: phải giữ chân linh đặng trọn lành, Ngọc Hư toàn ngự đấng tinh anh, lực điều cổ Phật không chừa tội, hình phạt Chí Tôn chẳng dị tình, chánh trực kính quay lòi giả dối, công bình vừa sức kẻ chân thành, mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn, biết sợ sinh phiên cẩn thận mình. Sau đó, ngài tiếp đạo Cao Đức Trọng có thuyết đạo vào thời Tý tại đền thánh ngày 15 tháng 12 năm Đinh Hợi 1947. Có nói về chữ hiếu của thất nương Diêu Trì Cung như sau: thất nương vì hiếu
khi hay tin cha mẹ mắc tội nơi Phong Đô, liền bỏ cung Diêu Trì xuống đó đổ rỗi nên bị thiên đình bắt tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì tình, vì hiếu, nên sau khi thất nương được đặc ân của Ngọc Hư Cung xá tội, liền tình nguyện đến cõi âm quan độ rỗi các chân hồn thất thệ, đặng trả nghĩa cho thầy. Trước khi đi, trong một kỳ đàn, thất nương có đến Từ Giả cho một bài thi và để lời than với Đức Hộ Pháp cùng một vài chức sắc hiệp thiên đài. Hai kiếp đeo đai lắm nợ trần, cái thân vì khổ bận cho thân, niềm duyên độ Ngọc Lan Phùng Nguyệt, nỗi hiếu rơi châu tưới mộ phần, giữ đạo mong chờ ngài độc tịch, bán mình quyết cứu độ song thân. Nước non càng ngấm càng thêm chạnh, chạnh thảm khi mang mảnh xác trần. Bài 5. Quốc đạo. Quốc đạo còn gọi là quốc giáo, là một nền tôn giáo chung của một nước. Ví dụ, đạo Hồi là quốc giáo của Iran, hay Phật giáo là quốc đạo của Campuchia. Nước Việt Nam có rất nhiều tôn giáo, nhưng những mối đạo đó đều du nhập từ các nước khác. Riêng đạo Cao Đài được Chí Tôn Giáng Cơ khai mở tại Việt Nam, cho nên ngài nói: từ thử nước Nam chẳng đạo nhà, nay ta gầy dựng lập nên ra. Vì vậy, ngài cho biết đạo Cao Đài sẽ là quốc đạo của dân tộc Việt Nam, thật là vinh hạnh cho dân tộc ta. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tiện, Đức Chí Tôn đã đưa ra lời xác nhận trong bài Thánh Giáo ngày 12 tháng 8 năm Bính Dần dương lịch 18 tháng 9 năm 1926 rằng: từ đây trong nước Nam duy có một đạo chân thật là đạo Thầy. Thầy đã đến lập cho các con gọi là quốc đạo, hiểu à? Thánh Giáo ngày 9 tháng 11 năm Bính Dần dương lịch 13 tháng 12 năm 1926, Thầy cũng có dạy: vốn Thầy tạo lục nền chánh giáo cho dân Nam, Thầy cũng có dạy: vốn Thầy tạo lập nền chánh giáo cho dân Nam Việt, chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các con dí biết đạo là quý, thì phải ân cần thận trọng. Đợi đến ngày thành tựu, các con mới thấy rõ thiên thơ, thì chừng ấy các con muốn lọc công bằng buổi này sao đặng, vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ khai. Cũng có dạy như sau: Thầy đã lập đạo nơi cõi Nam này là cốt để ban thưởng một nước từ thở đến giờ hằng bị lắm cơn thịnh nộ của Thầy, Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo thiên lập địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 này đặng dậy. Cốt để ban thưởng các con, thì các con hưởng phần thân là đáng. Lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao? Dân tộc Việt Nam là dân tộc được Chí Tôn lựa chọn nên rất được sự ưu ái hơn các dân tộc khác. Do đó, Đức Chí Tôn có hai câu cho hai câu trong bài thi gửi cho vua Bảo Đại như sau: quốc đạo Kim Triêu thành đại đạo, Nam Phong Thử Nhật biến Nhân Phong, nghĩa là quốc đạo của Việt Nam ngày nay sẽ thành nền đại đạo, nền phong hóa của Việt Nam ngày sau sẽ trở thành nền phong hóa của nhân loại. Đức Hộ Pháp giải thích về hai chữ quốc đạo tại Đền Thánh vào đêm 30 tháng 9 năm Đinh Hợi 1947 như sau: hai chữ quốc đạo lần đầu Chí Tôn viết ra làm cho Bần Đạo mờ mịt, cũng vì hai chữ quốc đạo ấy mà Phạm Công Tắc chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi, làm cho ra thiệt tướng. Ôi, hai chữ quốc đạo là một vật mà Bần Đạo tìm tàng rồi mới hiểu. Khởi điểm biết thương nòi giống, biết thương tổ quốc, theo đuổi mất còn, với cái điều khát khao từ tuổi thanh xuân ấy. Tự biết khôn vị trí
gặp đạo năm 35 tuổi, bần đạo thấy sao mà phải khao khát thèm lạc? Tại làm sao Chí Tôn biết thiếu thốn nơi tinh thần điều ấy mà cho bần đạo? Bần đạo ban sơ nghi hoặc, có lẽ có một đấng quyền năng thiêng liêng biết tâm lý đang nồng nàn ao ước, đương thèm lạc khao khát, đương tiềm tàng mà đem ra cám dỗ, hại thai, yếu ớt đức tin. Ngày nay bần đạo ăn năn quá lẹ, 15 năm bần đạo đã đặng thấy gì? Cả toàn thiên hạ nói rằng nòi giống Việt Nam không có đạo, lạ lùng thay. Chúng ta tự hỏi có thật vậy chăng? Thật quả có chớ, có nhiều đạo quá mà thành ra không đạo, mượn đạo, sinh đạo của thiên hạ mà thôi. Ngài Chí Tôn tình cờ đến vì ham thi văn, nên ban sơ diêu trì cung đến dụ bằng thi văn tiệt bút, làm cho mê mẩn tinh thần, hại thay. Thế chẳng phải là nhà thi sĩ ắt chưa bị bắt một cách dễ dàng như thế? Vì ham văn chương thi phú nên ngài ráng dạy. Chí Tôn đến ban đầu làm bạn thân yêu, sao xưng thiệt danh ngài, biểu bần đạo phế đời theo thầy lập đạo. Khi ấy bần đạo chưa tín ngưỡng, bởi lẽ nòi giống nước Nam còn tín ngưỡng tạp nhạp lắm, không chân đứng, không căn bản, nói rõ là không tín ngưỡng gì hết. Bần đạo mới trả lời với Đức Chí Tôn, ngày nay bần đạo nghĩ lại nên rất sợ sệt, nếu không phải gặp đặng đấng đại từ bi thì tội tình biết chừng nào mà kể. Thưa thầy, thầy biểu con làm lão tử hay Jesus, con làm cũng không đặng. Thích Ca, con làm cũng không đặng, con chỉ làm đặng phạm công tắc mà thôi. Con lại nghĩ bất tài vô đạo đức, quyết theo thầy không bỏ, nhưng tưởng cũng chẳng ích chi cho thầy. Đấng ấy trả lời, tắc, thản, thầy lấy tánh đức phạm công tắc mà lập giáo con mới nghĩ sao? Bần đạo liền trả lời, nếu đặng vậy. Ngài liền nói, thầy đến lập cho nước Việt Nam một nền quốc đạo. Nghe xong bần đạo từ đấy hình như phiêu phiêu trên giữa không trung, mơ màng như giấc mộng, được nghe nói cái điều mà mình thèm ước, nên bần đạo không từ chối đặng. Ôi, quốc đạo là thế nào? Quốc là nước, vậy nòi giống tín ngưỡng lập quốc đạo, bần đạo theo tới cùng, coi lập nó ra thế nào, hình tướng nào cho biết. Vì đó mà lần mò theo đuổi đến ngày nay, thấy hiện hữu cái hình trạng là đạo cao đài, rồi lại đón xét coi nó biến hình quốc đạo Việt Nam ra sao. Ngài cho một bài thi, dám chắc không ai thấu đáo nổi. Người coi cái gốc thì không thấy cái ngọn, người coi cái ngọn không thấy gốc. Tứ văn thiệt thà hi ho cho tới các đảng phái quốc sự ngày nay cũng là lợi dụng. Từ đây nòi giống chẳng chia ba, tất nhiên không chia ba đạo chứ không phải chia ba kỳ à. Thầy hiệp các con lại một nhà, thầy nắm chủ quyền hiệp tam giáo. Nếu nói riêng nòi giống hiệp Nam Trung Bắc thì vô dị lắm, Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc. Tất nhiên nền chân giáo quốc đạo không phải của ta thôi, mà lại của toàn nhân loại, là truyền giáo Nam Bắc thành tướng rồi ra ngoại quốc. Chứ tôn giáo toàn cầu, chủ quyền chân đạo một mình ta, tam giáo, ngài di chủ năm châu, tín ngưỡng lại quy nhất mà thôi, nắm cả tín ngưỡng của loài người. Chính Chí Tôn là chúa tể càn khôn thế giới, làm chúa nền chánh giáo tại nước Nam, di chủ tinh thần loài người, tức đủ quyền năng lập quốc đạo. Ngài đến đem đại nghiệp cho quốc dân này, hình thể lựa chọn ai? Chọn tạo đoan vạn vật, tức là Phật mẫu, tinh thần của Chí Tôn, hình thể của Chí Tôn, trí não của cha, hình hài của mẹ, cả thải đều thấy hễ vô đại diện đức đại từ phụ. Nào
chức này chức kia, mạo cao áo rộng, còn vô điện thờ Phật mẫu thì trắng hết, không ai hơn ai cả. Nếu hiểu biết thấy bí pháp Chí Tôn cao kỳ quá lẽ, Chí Tôn nói rằng quốc đạo này Ngài quy tụ tinh thần đạo đức trí thức toàn nhân loại cho đặc biệt, có cao có thấp, có hàng ngũ có phẩm giá. Còn về phần xác thịt của loài người, mạng sống trước mặt Ngài không ai hơn ai, cả thải sống đồng sống, chết đồng chết, đặng đem quốc đạo làm môi giới cả đại đồng, tạo tương lai loài người cho cả địa vị oai quyền cao thượng. Nếu hiểu đặng thì thánh thể cũng vậy, hội thánh, chư chức sắc thiên phong nam nữ, hay toàn thể tín đồ cũng vậy, lãnh thiên mạng, đảm nhiệm trách vụ thiêng liêng Chí Tôn phú thác lập giáo, tất nhiên phải có phẩm giá, trật tự đẳng cấp. Nếu hiểu thêm ý của Ngài, khi cởi áo này ra khỏi đại điện, rồi hết thảy đồng là anh em, không ai hơn ai, không ai thua ai, không khinh, không trọng, đầy đủ tình yêu thương trong lòng mẹ đem ra mà thôi, nam nữ cũng thế. Ngày giờ nào nhân loại cả thế gian ở mặt địa cầu này hiểu được lý lẽ, chí hướng cao thượng ấy, là Ngài Đạo Cao Đài sẽ ra thiệt tướng. Bài số 6. Hội Long Hoa. Long hoa là một loại cây hình giống như một con rồng có nở hoa. Do Đức Phật Di Lạc đắc đạo tại cội cây long hoa này, nên Ngài mở và làm chủ hội, đại hội, được gọi là Đại hội Long Hoa. Đại hội Long Hoa có nhiệm vụ tuyển chọn những bậc hiền lương, đạo đức, không phân biệt chủng tộc, nòi giống, hiệp nhau làm một trong cuối thời Hạ Nguyên Tam Chuyển, để tạo dựng lại đời Thượng Nguyên Tứ Chuyển, tức là Thượng Nguyên Thánh Đức. Như vậy, hội Long Hoa nhằm tuyển chọn các bậc hiền lương đạo đức và loại bỏ những kẻ hung bạo gian tà, thực hiện sự công bình thiêng liêng, để rồi sau đó chuyển qua một giai đoạn tiến hóa mới. Hội Long Hoa chính là cuộc phán xét cuối cùng của chư thần thánh tiên Phật dưới quyền điều khiển của Đức Di Lạc Thiên Phật theo lệnh của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Qua cuộc đại hội, những người hiền lương đạo đức sẽ trúng được tiễn, được ban thưởng bằng những phẩm vị thiêng liêng tùy theo công đức nhiều ít. Còn những người hung ác gian tà sẽ bị phán xét tội lỗi và loại bỏ, chờ ngày học tập tiến hóa trong một cuộc thi mới sau này. Trong thi văn dạy đạo có câu: công nghiệp dồi dào âm chất đủ, long hoa đại hội hưởng thiên ân. Hoặc trong kinh Đại Tường cũng có câu: hội long hoa tiện phong Phật dị, cội Tây Phan đuổi quỷ trừ ma. Từ xưa đến nay, Đức Chí Tôn đã mở được 3 thời kỳ phổ độ cho nhân sanh. Mỗi thời kỳ phổ độ đều có mở một hội thi. Nhất kỳ phổ độ có sơ hội Long Hoa, Thanh Dương Đại Hội, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm chủ khảo. Nhị kỳ phổ độ có nhị hội Long Hoa, Hồng Dương Đại Hội, Đức Phật A Di Đà làm chủ khảo. Tam kỳ phổ độ có tam hội Long Hoa, Bạch Dương Đại Hội, Đức Di Lạc Dương Phật làm chủ khảo. Điều này chính trong bài kệ Chuông U Minh 3 câu cuối viết: Nam mô sơ hội Long Hoa Thanh Dương Đại Hội, Nhiên Đăng Cổ Phật Trưởng Giáo Thiên Tôn. Nam mô nhị hội Long Hoa Hồng Dương Đại Hội, Di Đà Cổ Phật Trưởng Giáo Thiên Tôn. Nam mô tam hội Long Hoa Bạch Dương Đại Hội, Di Lạc Cổ Phật Trưởng Giáo Thiên Tôn. Đại hội Long Hoa kỳ 3 này rất quan trọng, vì là kỳ chung kết để kết thúc đệ tam chuyển, bắt đầu qua Thượng Nguyên Thánh Đức của đệ tứ chuyển. Cho nên đại hội Long Hoa kỳ 3 này sẽ có cuộc biến động và khảo dược dữ dội để sàng sải, lừa lọc những bậc tài đức để lập đời Thượng Nguyên Thánh Đức.
và loại bỏ những phần tử thiếu đạo đức, hung bạo. Chúng ta thử suy nghiệm xem hội Long Hoa sẽ loại bỏ những người dối tu, hung ác bằng cách nào? Loại bỏ bằng những cuộc thiên tai, địa ách, hoặc những chiến tranh tương tàn, tương sát dữ dội, và nhất là các loại bệnh chướng, sát hại có tính quy mô toàn cầu, làm cho nhân loại trên thế giới tiêu hao gần hết mà các công giáo thường tiên tri là ngày tận thế. Chính trong Thánh Ngôn Hiệp Tiễn, Thần Hoàng Bổn Cảnh có dạy: kỳ hạ nguyên hầu mãn, nhân vật vì tai nạn mà phải tiêu tận 10 phần, còn đói lại có 1 mà thôi. Than ôi, buồn ôi, nghĩ gì thiên thơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng. Duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau cả quốc dân mà quỵ lì, khẩn cầu coi trời đối tượng đến chăng. Và Đức Hộ Pháp cũng có bài thi phiên chúng sanh lo tu hành trước kỳ hội Long Hoa như sau: ráo tu cho kịp hội Long Hoa, đạo đức không chiên khổ lắm mà, chai lạc đặng ngừa hơi khí độc, mê mang bất tỉnh trận kỳ ba. Người hiền cứu sống theo phò chúa, kẻ giữ bạo tàn sát quả tha, thân dậu đến đây rồi sẽ biết, đinh ninh dẹn giữ mấy lời ta. Sau cuộc tận thế, nhân loại được lọc lừa còn lại là những người hiền lương đạo đức, để tạo lập một xã hội đại đồng, cùng sống chung trong tình thương yêu, công bình bác ái. Lúc đó, chư Phật tiên thánh thần sẽ giáng trần để tiếp tục hướng dẫn chúng sanh tu hành, tiến hóa thêm nữa, như lời thi văn đã dạy: chừng nào đất dậy trời thay xác, chư Phật thánh tiên xuống ở trần, hội Long Hoa sẽ được thiết lập tại nơi nào? Theo Thánh giáo Đạo Cao Đài thì hội Long Hoa sẽ thiết lập tại Việt Nam như bài thánh thi sau đây: hảo Nam Bang, hảo Nam Bang, tiểu quốc tạo khai hội Niết Bàn, hạnh ngộ Cao Đài truyền đại đạo, hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian. Chúng ta quan sát thấy nơi tòa thánh Tây Ninh, nơi bao lơn mặt tiền có một trụ đắp hình rồng quấn cột, một trụ đắp hình bông sen, hai cây cột đó ráp lại thành Long Hoa là biểu tượng cho mục tiêu đại hội Long Hoa. Còn trên nóc Hiệp Thiên Đài, giữa hai lầu chuông và trống là tượng Đức Phật Di Lạc ngự tòa sen đặt trên mình con cọp, tượng cho vị Phật trưởng giáo hội Long Hoa. Như vậy, đại hội Long Hoa sẽ được thiết lập tại tòa thánh Tây Ninh. Điều này Đức Hộ Pháp đã xác định trong bài thuyết đạo về đại hội Long Hoa ở Hộ Pháp Đường ngày 19 tháng 9 năm Ất Mùi, dương lịch ngày 31 tháng 10 năm 1955, khi giảng dạy bài kinh Đại Tường như sau: tới năm Tý sẽ mở hội Long Hoa tiễn phong phục vị tại tòa thánh này. Bài 7: bảy dây quan nghiệt. Dây quan nghiệt tức những điều quan nghiệt và mầm ác mà con người sống ở thế gian đã gây ra, tạo thành những sợi dây vô hình ràng buộc lẫn nhau, có khả năng lôi kéo các chân linh phải chìm đắm vào luân hồi sinh tử. Vì sự hận thù mà con người gây ra những hành vi hung dữ, rồi tạo thành những mầm ác. Những mầm ác đó mới tạo nên căn nghiệp ác mà tự thân phải đền trả ngay trong kiếp hiện tại hay kiếp lai sinh. Cứ thế, những quan nghiệp trong nhiều kiếp chồng chất lên nhau mà tạo thành những chuỗi dây quan nghiệp. Như kinh Giải Quan có hai câu viết: bước đường sanh tử đã tròn, quan quan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn. Như vậy, tức là con người luôn tự mình xe dây để tự trói chặt vào mình mà không hay. Sợi dây quan nghiệt đó xây diễn từ muôn đời ngàn kiếp trong cái dòng luẩn quẩn không bao giờ thoát ra nổi.
chúng sanh Mai Viên gặp thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn và Phật Mẫu khai nền đại đạo, hầu mở cơ tận độ, nên giao cho những bài kinh tận độ và bí tích hành pháp đoạn căn để giải thoát chân thần ra khỏi những dây quan nghiệt đó. Theo bài kinh đệ nhất cũ thì trong con người chúng ta, do bởi quan nghiệt gây ra từ tiền kiếp hay bụi sinh thời nên tạo thành bảy dây quan nghiệt trói chân thần con người khó bứt rời khỏi xác. Đến khi nào chết đi thì chân thần mới thoát ra được. Lúc đó bảy dây quan nghiệt hết ràng, bảy dây quan nghiệt hết ràng, bận trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Trong quyển Bí Tích Chân Pháp, Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh có giải thích như sau: sự sống của con người do nơi khí sanh quang nuôi nấng. Khí sanh quang nơi mình chúng ta tụ tại bảy khiếu, làm nên điển lực, gọi là thất khiếu sanh quang. Phàm gọi là bảy dây quan nghiệt hay bảy sợi từ khí. Bảy dây quan nghiệt là bảy dòng điển lực nối liền giữa chân thần và thể xác. Thể điển lực còn thì thi hài còn, vận chuyển, sanh hoạt. Điển lượng dứt thì thi hài phải chết. Khi sắp sửa chết thì thi hài phải chịu một phen khổ sở, đau đớn, vì bảy dây quan nghiệp này vẫn còn ràng buộc thể xác và chân thần không bứt rời ra được. Còn theo hai ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu và Phan Tường Mạnh trong quyển Thiên Đạo thì thể xác con người và chân thần liền nhau bởi sợi từ khí. Ngài nói có bốn thể vật: vật thể, khí thể, thần thể, thánh thể. Vật thể là xác thịt, thể thứ nhất của con người. Nó do bốn nguyên tố lớn hiệp thành. Bốn cái nguyên tố ấy là đất, nước, lửa, gió. Vật thể bị bao bọc bởi một lớp tinh khí gọi là khí thể, cũng gọi là cái phách. Kêu nôm na là cái vía. Thực âm phù gọi tướng tinh. Khí thể dùng rút sanh lực vào vật thể, đặng giữ cho vật thể được sanh tồn. Nhờ có khí thể chở che bao bọc, vật thể mới không tan rã. Theo hai ngài, có khi sợi từ khí khó bứt, làm cho kẻ hấp hối phải nhiều đau đớn, cho nên tôn giáo dùng kinh độ hồn đọc cho người khi bệnh hấp hối. Có khi sợi từ khí khó bứt làm cho kẻ hấp hối phải nhiều đau đớn, cho nên tôn giáo dùng kinh độ hồn đọc trong khi người bệnh sắp tắt hơi, là để giúp cho sợi từ khí nhờ sức rung động của những tiếng màu nhiệm trong câu kinh mà được bứt ra dễ dàng. Người tu hành đầy đủ đạo đức thì khí thể của họ nhẹ nhàng trong sạch, sợi từ khí ấy lại được tinh vi, nên khi thoát xác phàm, sợi từ khí bứt ra rất dễ, nên liễu trần một cách im ái. Chúng sanh trong thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ được may duyên gặp đạo. Chính Đức Chí Tôn vì lòng đại từ bi mở đạo Cao Đài ân xá, ban cho những bài kinh tận độ và bí tích cắt dây quan nghiệp, tức là dùng tiếng kinh kệ màu nhiệm hay những diệu pháp cắt bảy cái mối năng lực, bảy dây quan nghiệp hay bảy sợi từ khí, đặng cho chân thần xa lìa xác tục, rồi cũng dùng diệu pháp mà đưa vào cõi hư linh. Vì vậy, chúng ta thấy khi hành pháp đoạn căn cho người chết, vị hành pháp dùng kéo đi vòng vòng quan tài để cắt đứt bảy dây quan nghiệp đó. Theo ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, bảy dây quan nghiệp ở các vị trí sau ở con người: ngay mỏ ác, ngay trán, ngay cổ, ngay tim, ngay hông bên trái, ngay dạ dưới, ngay xương khu. Khi hành pháp đoạn căn, người hành pháp phải định thần cho thấy được xác, mới cắt đúng vị trí của bảy lằn khí còn vướng bận nơi xác thân. Nghĩa là đi từ phải sang trái, giáp vòng quan tài về vị trí giữa như lúc mới đứng ban đầu,
ấy vậy, làm phép xác cốt yếu là tắm gọi xác tục và hồn với giọt nước cam lồ, cắt đứt bảy dây quan nghiệt cho chân thần lìa khỏi xác, rồi đưa chân thần vào cõi hư linh, nghĩa là thanh tịnh đại hải chúng, tứ đại bộ châu và tam thập lục thiên. Bài số 8: Nguồn gốc và ý nghĩa kinh sám hối. Bài kinh sám hối gồm 444 câu thơ song thất lục bát, được nhiều đấng thiên liêng lần lượt giáng cơ ban cho Chi Minh Lý, tức Tam Tông Miếu, vào năm Ất Sửu 1925. Theo ông Châu Minh Chánh, người lập ra Chi Minh Lý Đạo, bài kinh sám hối này do Đức Thái Thượng Lão Quân giáng cơ ban cho đoạn đầu bài kinh trong một đàn cơ cầu bệnh tại Thủ Liêm. Sau đó, lần lần có các đấng như Quan Âm Bồ Tát, Nam Cực Trưởng Giáo, Quan Thánh Đế Quân, Nhiên Đăng Cổ Phật, Địa Tạng Dương Bồ Tát, Thập Điện Minh Dương gián tiếp. Mỗi vị ban cho một đoạn kinh, cuối cùng Đức Dân Trung Tử giáng cơ ban cho 4 câu kinh cuối, trọn thành bài kinh sám hối. Ngay khi dứt bài kinh sám hối, Đức Đông Phương Lão Tổ lại ban cho bài khen ngợi kinh sám hối để kết thúc một giai đoạn giáng cơ ban kinh sám hối kéo dài hơn 7 tháng, từ ngày 19 tháng 4 năm 1925 đến ngày 21 tháng 11 năm 1925. Khi giáng cho bài kinh xong, Đức Văn Tiên Dương giáng dạy cho tín đồ Chi Minh Lý phải đến chùa trong các ngày sóc vọng để dâng hương và sám hối thêm bài kinh này. Đến khi đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ được khai sáng, Đức Chi Tôn giáng dạy hội thánh cử một phái đoàn gồm 4 người: Ngài Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và Giáo Sư Phái Thượng Dương Quang Kỳ đến Minh Lý Đạo thỉnh kinh. Trong đó có bài kinh sám hối và bài khen ngợi kinh sám hối. Bài kinh sám hối này được hội thánh dạy phải tụng vào những ngày sóc vọng, còn như ngày thường, nếu có lầm lỗi điều chi thì tụng để xin tội. Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy, nơi trần khổ này, dầu cho bậc chí thánh cũng khó tránh sự lầm lỗi đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quý báu vô giá. Các tiên Phật xưa cũng có nhiều bậc đứng đặng vị cao thượng thiên liêng là nhờ có sự cải hóa mà nên chánh quả. Do vậy, khi mở nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn dạy phải độ những người có tội lỗi, là hạng người nhiều nhất trong thế gian, và nhất là thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, Ngài dạy. Thầy lại nói, buổi lập thánh giáo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu nhọc đến công Thầy. Ấy vậy các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn, làm cho Thầy vui hơn hết. Độ người có tội không có nghĩa là ơn trên tha thứ hết các lỗi lầm đã gây thành nghiệp báo trong hiện kiếp, mà chính do tự tâm phải biết ăn năn hối cải và làm lành. Thực ra, Đức Chí Tôn và chư Phật không bao giờ thay đổi nghiệp lực của chúng sanh, mà chỉ có thể giáo hóa chúng sanh tự mình nỗ lực sám hối ăn năn để thay đổi nghiệp lực hay vận mệnh của chính mình. Trời Phật chỉ dùng giáo pháp để dìu dắt chúng sanh tu thiện, tu phước để được trừ khai, miễn họa. Vì vậy, nói rằng do mình sám hối nên trời Phật rộng tình tha thứ cho, điều đó là ý muốn nói trước nhất tự bản thân chúng ta phải biết ăn năn sám hối, tức là tự mình độ rỗi cho mình, nếu không thì làm trái với quy luật nhân quả tự nhiên. Như chính lời thánh giáo của Đức Chí Tôn đã than: than ôi, Thầy đã là đấng lập khổ hình, chiếu theo phép công bình của tạo hóa,
nhưng thấy nhân sanh càng ngày càng bước vào con đường hắc ám. Để đem số phận buộc vào đó thì thầy bắt cũng đau lòng, nhưng chẳng lẽ bỏ phép công vì sanh chúng? Những người có tội sở dĩ được sự quan tâm của Đức Chí Tôn cũng vì Ngài quá thương yêu chúng sanh còn khờ dại nên đến dạy dỗ, dìu dắt, trở về đẻo chánh đường chân, hầu sau này có thể quy hồi cụ vị. Trước những sự ưu ái của Ngài, chúng ta, những người mới cải tà quy chánh, phải biết các tội tình đã sai phạm và xin nguyện ăn năn sửa đổi, chừa bỏ việc quấy, từ nay về sau không bao giờ tái phạm nữa. Như thế mới thực sự là sám hối để tu hành. Muốn thực hiện lễ sám hối, chúng ta phải thiết đàn cúng Đức Chí Tôn và tụng kinh sám hối. Nhưng chúng ta cần nên hiểu rằng tâm là nguồn gốc tác động nên tội lỗi. Do đó, muốn dứt tội thì tất yếu phải sám hối ở tự tâm, chứ không có nghĩa là cầu xin Đức Chí Tôn tha tội, mà phải nhờ Ngài chứng giám để ta phát tâm ăn năn chừa cải. Có như thế, chúng ta mới quyết tâm sửa chữa những lỗi lầm để trở thành con người mới, có nội tâm trong sạch, thanh tịnh. Sở dĩ, trong kinh sám hối, các đấng thiên liêng bày ra những cảnh tượng ghê gớm của tội tình cũng nhằm mục đích răn dạy kẻ sơ cơ. Người ta thường nói, lực hình nơi dương gian không khiến người ta ghê sợ bằng nhân quả nơi địa ngục. Chính vì vậy, khi ban bài kinh này, các đấng thiên liêng đề tựa là kinh nhân quả. Trong ấy, các đấng chỉ dạy những điều tội lỗi và các thứ hình phạt nơi cõi Diêm Cung, tương ưng với những tội tình đã gây ra ở thế gian, nhất là nhấn mạnh đến lực luân hồi nhân quả, nhằm cho chúng sanh ghê sợ mà tránh xa tội lỗi. Nhân quả, tức là các nguyên nhân của đời trước, gọi là tiền nhân, thì sẽ có kết quả đời sau, gọi là hậu quả. Trong truyền đăng lục của nhà Phật nói, dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri lai sinh quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là, muốn biết nguyên nhân đời trước ta thế nào, thì cứ xem hưởng thụ của ta đời nay. Muốn biết sự kết quả đời sau thế nào, ta cứ xem việc ta làm đời nay đó. Biết được việc luân hồi nhân quả như thế, con người mới sớm ăn năn làm phước để chuộc tội tiền kiếp. Nếu đợi đến ngày mãn số thì ăn năn sao kịp. Bài kinh sám hối nói về cõi địa ngục hay âm quan, dù có hình phạt đau đớn như thế nào, ở đây chúng ta chỉ cần biết tránh ác làm lành để khỏi tội, để khỏi bị đọa vào cõi ấy. Như lời phiên của bà Bát Nương Diêu Trì Cung: chớ chi nhân sanh biết xét mình trước khi thoát xác thì tự nhiên tránh khỏi âm quan. Như thế, bài kinh sám hối có thể nói là bài kinh nhằm mục đích đưa thiết luân hồi nhân quả để răn kẻ làm ác, phiên người làm lành. Tóm lại, bài kinh sám hối của đạo Cao Đài như tựa kinh khi xưa là một bài kinh dạy về nhân quả để khuyên chúng sanh phải biết sợ quả báo mà cải hóa tự tâm, là mục đích quan trọng trong giáo pháp Cao Đài. Bất cứ ai phạm một tội lỗi gì, dù là tội nặng nhẹ, mà hễ thành tâm sám hối, tinh tấn tu hành, thảy đều được cứu độ. Trong các kinh điển thường có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ cho nên không dám tạo nhân, còn chúng sanh vì không sáng suốt cho nên chỉ khi nào quả khổ hiện ra mới lo sợ, chứ trong lúc gây nhân khổ thì chẳng nhận thấy. Gây nhân khổ thì tất phải chịu quả khổ, tạo duyên lành thì tất phải hưởng duyên lành.
đó là lực nhân quả, cũng là mục đích phiên dạy người đời của các đấng thiêng liêng. Bá thiên dạng kiếp nan cao ngộ. Trong Di Lạc Chân Kinh, bài khai kinh kệ có câu: Bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ, có nghĩa là trăm ngàn muôn kiếp rất khó khăn mới gặp đặng Đức Phật. Thật vậy, con người trong dòng luân hồi sinh tử, dù trải qua trăm ngàn muôn kiếp mà không có duyên phận thì cũng khó mà gặp đặng Đức Phật ra đời. Trong kinh Pháp Cú, Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật có dạy như sau: Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời lại càng khó hơn. Cổ nhân cũng thường nói rằng: Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nghĩa là có duyên phần thì dù xa ngàn dặm cũng có thể thấy nhau, không duyên phận dù đối mặt nhau cũng khó gặp gỡ. Ở đây, chúng sanh luân hồi trong nhiều kiếp và trải qua nhiều nguyên hội, từ thượng nguyên đến trung nguyên, rồi nay đến hạ nguyên hầu mãn, lại may duyên lắm mới được gặp thời kỳ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vì thương chúng sanh mà giáng cơ khai nền đại đạo. Như lời Thánh giáo dạy: Đạo trời diều bước nhân sanh, đường thánh dẫn người phàm tục. Sanh nhầm lối may mắn, đặng gặp một đạo chánh. Nếu chẳng lo dưỡng tánh trao mình, để bước vào đường cực lạc, thoát đọ tam đồ, một mai cảnh ủ bông tàn, rót lại ăn năn vô ích. Đức Lý Giáo Tông thường tình: Đức Lý Giáo Tông cũng dạy như sau: Mở một mối đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhầm đời đặng gặp một mối đạo cũng chẳng phải dễ. Chúng ta muốn thoát lìa sinh tử, lại may duyên được sinh ra kiếp con người, đặc biệt lại gặp thời kỳ tam kỳ phổ độ, Chí Tôn đại ân xá, khai nền đại đạo, mở cơ tận độ cho toàn thể chúng sanh chung hưởng. Người ta thường nói: Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, nghĩa là thân người khó được, pháp Phật khó nghe. Thế mà hôm nay chúng ta đều có được cả, đó là nhờ vô lượng kiếp chúng ta tu hành, lập nhiều phước đức để tạo được duyên phần trong kiếp hôm nay. Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy: Thầy lấy đức háo sanh, mở đạo lần ba mà giới kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần phải bị yêu tà cám dỗ. Chính thanh tâm tài nữ, theo lời thực lại của chức sắc tiền bối, thì cô là một nữ vị nữ tiên, có đầu kiếp tại Việt Nam, nhưng cô mất sớm lúc 18 tuổi do chết đuối nơi bãi biển Vũng Tàu. Cô được lĩnh đức Phật mẫu, hiệp cùng cửu vị tiên nương giáng cơ dạy đạo. Cô cho rằng người sinh vào thời tam kỳ phổ độ này là có duyên phần, gặp được Đức Chí Tôn giáng quyền cơ mở đạo cao đài, nhất là đọc thọ truyền bí tích của nền đại đạo, và được hưởng đại ân xá kỳ ba này, nên cô phiên hãy cố gắng lập công bồi đức để sau này về hội hiệp cùng thầy. Trong một đàn cơ lúc 21 giờ đêm ngày 12 tháng Giêng năm Quý Dậu, một dương lịch 6 tháng 2 1933, giảng dạy như sau: Mừng mấy anh mấy chị, em sẽ tái kiếp Hồng Mao nên đến từ tạ. Đức Hộ Pháp hỏi: Sao em đầu kiếp xa vậy? Vì em có nhân duyên nơi nước Anh, em đầu kiếp xuống đây để đứng ngã ba đường đón Đức Chí Tôn. Nếu cô quên, nhờ quý anh nhắc, thức tỉnh em nhớ. Em đã nói trước với quý anh rồi, có lạ chi dòng luân luân chuyển chuyển mà gia díu bận lòng. Em đến giúp nên cơ đạo đặng báo nghĩa cho Chí Tôn. Em nghe Chí Tôn nơi này, chạy theo nơi này, không gặp.
Em nghe nói nơi khác, chạy nơi khác cũng không gặp. Hỏi ra thì em khiếm khổ hạnh, nên khó phép thấy người, nên quyết lưng hồi chịu khổ hạnh, hầu gặp cho đặng kẹo ức, thương quá đổi mà chưa từng thấy mặt. Thưa mấy chị, đã mai duyên gần gũi hình bóng của người, ráng đặng gặp người, kẹo sao ăn năn uổng lắm. Cái oan nghiệt kiếp sanh đáng ghê sợ, chưa bằng không gặp mặt Chí Tôn. Vì lẽ ấy mà biết bao nhiêu tiên Phật hạ trần chịu khổ. Xin mấy chị nghe, phải đủ căn sanh mới thấy trời, ai ai đừng tưởng dễ như chơi. Nghe danh như chất chồng bên gối, cổ Phật không duyên khó gặp người. Bài 10. Tại sao làm phước có khi mắc nạn? Trong bài kinh sám hối có câu viết: người làm phước có khi mắc nạn, kẻ lăn lòn đặng mạng giàu sang. Ấy là nợ trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Có người sống ở thế gian, ai cũng bị chi phối của lực nhân quả. Hệ có nguyên nhân, tất nhiên phải có kết quả tương thích với nguyên nhân ấy. Đó là lực nhân nào quả nấy. Lực nhân quả không bị hạn chế bởi thời nay, có khi nhanh cũng có khi chậm. Có nhiều loại nhân quả. Nhân quả hiện tại gọi là hiện báo. Nghiệp nhân trong đời này đưa đến quả báo ở hiện kiếp. Nhân quả trong hai đời gọi là sanh báo. Đời trước tạo nhân, đời nay mới thọ quả. Đời này gây nhân, đời sau thọ quả. Nhân quả trong nhiều đời gọi là hậu báo. Từ rất nhiều đời trước gây nhân, đời nay mới gặt quả. Hoặc đời này tạo nhân nhưng mãi đời sau mới thọ quả. Hiện báo thì dễ thấy, dễ hiểu. Nhưng hậu báo là quả báo do nghiệp nhân tạo ra. Từ những kiếp sống trước đến nay mới có kết quả thì khó tin, khó hiểu. Ví dụ người lương thiện mà vẫn gặp chuyện không may. Theo hai câu kinh trên, người làm phước có khi mắc nạn, cho ta thấy việc tai nạn, khổ sở là bởi nghiệp quả, tức do kiếp trước hay nhiều đời trước gây nhân, kiếp này phải đền trả. Việc làm phước làm lành trong hiện kiếp chưa đủ, trả những oan nghiệp đã tạo ra ở tiền kiếp. Như vậy, không phải người làm phước mà mắc nạn, nếu không làm phước thì người ấy vẫn mắc nạn. Có thể tai nạn còn nhiều và nặng hơn nữa. Bởi việc làm phước có thể làm giảm bớt một số tai nạn. Còn những kẻ lăn lòn đặng mạng giàu sang là vì kiếp này tuy có những hành vi không tốt, nhưng còn nhờ hưởng phước đức từ nơi nhiều kiếp trước. Khi nào phước đức của người ấy hết thì họ sẽ lãnh những quả báo ngay. Chúng ta đừng tưởng rằng làm những hành vi hung ác mà vẫn được giàu sang đâu. Vì bởi quả báo chưa đến, lực nhân quả như lưới trời lồng lộng, quả báo như mũi kim không bao giờ lọt đặng. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám, Từ Thần Ông có nói rằng: hiện hữu hiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thần dị đáo. Nghĩa là làm lành có lành báo, làm ác có ác báo. Hiện thời chưa thấy báo là chưa đến lúc vậy. Thực vậy, thánh xưa có câu: hiện ác đáo đầu chung hộ báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nghĩ là việc lành, việc dữ chung cuộc rồi cũng có báo. Có điều là trả kiếp hay chày mà thôi. Câu chuyện sau đây cho ta thấy một nhà từ thiện suốt đời làm việc lành mà vẫn không siêu thoát là do bởi tội lỗi kiếp trước nặng hơn việc làm phước của ông nên còn trả quả. Ông tiếp dẫn đạo nhân Gabriel Choron là một người Pháp. Vào một hôm ngồi chấp bút, có một chân linh giáng cơ xưng tên họ và nhờ ông tiến dẫn về hội thánh Cao Đài để cầu rỗi cho ông vì ông chưa được siêu thoát.
Ông cho rằng nghe qua tên tuổi vị này thì biết ngay. Vì sanh tiền, vị này là một nhà từ thiện nổi tiếng trong nước mà ai cũng biết. Cả một đời người chuyên đi bán đồ chơi trẻ em và đem số tiền lời được về giúp cho các trại cô nhi. Ông lại thường sinh những bé bị bỏ rơi, đem về viện cô nhi để nuôi dưỡng. Những đứa bé do ông đem về thì ông lãnh phần trợ cấp cho trại cô nhi. Chính việc làm cao cả này, công dường ấy mà lại không được siêu thoát, làm cho ông Jordan thêm thắc mắc. Mới hỏi, xin mạn phép hỏi ông, cả một đời làm việc thiện như ông, thế sao không được siêu rỗi vậy? Chân linh ấy bùi ngùi trả lời rằng, nhiều kiếp trước tôi vốn là một quan đại thần có quyền lực lớn, luôn luôn cậy cận bên vua. Vì tôi có một thành kiến đối với phụ nữ là kẻ ngoại tình, người làm điếm, hoặc không có chồng mà có con, gái lang chạ. Tôi không muốn những đứa trẻ vốn sanh ra do những bà mẹ như vậy nên quyết định diệt cho tiệt. Tôi cũng nghĩ những đứa trẻ ấy có sống cũng không làm lợi ích gì. Tôi tâu cùng đức vua và dân bản lực ban hành khắp nơi bài trừ cho sạch cái nạn tồi bại nói trên để giữ nền đạo đức cho đất nước. Sau khi vua ký và đóng ấn ban hành, vì bản lực quá khắc nghiệt nên có nhiều phụ nữ có thai sợ quá mà phá bỏ thai nhi. Chính vì thế mà cả một kiếp sanh của tôi phải đi lộn và tìm trẻ mồ côi để nuôi. Tất cả những việc làm của kiếp ấy không có ngày nào nghỉ. Vậy mà cũng chưa đủ trả tội lỗi cho tiền kiếp đã gây ra. Vì còn thiếu nên chưa siêu rỗi được, lại không còn dịp để tái sanh làm người nữa. Trong ngũ giới cấm, điều giới sát đứng đầu tiên dành cho người thọ giới phải hành trì một cách nghiêm ngặt. Song thường người ta chỉ ránh sát mạng con người hay các loài cầm thú, còn những loài như côn trùng, ong kiến, người ta ít quan tâm tới vì coi đó là một sinh vật nhỏ bé. Nhưng theo triết lý Cao Đài, mọi vật dù lớn nhỏ đều có một điểm chân linh của Đức Chí Tôn phân tánh, nên đều có tánh linh như nhau. Vì vậy muôn chân linh đều được Thượng Đế thương đều nhau. Trong kinh Sám Hối có viết: lòng trời đất thương đều muôn vật, đức háo sanh, tiên Phật một màu, thượng cầm hạ thú lao sao, côn trùng thảo mộc loài nào cũng linh. Nó cũng muốn như mình đặng sống, nở lòng nào tiệt giống đức nồi. Đức háo sanh là thánh chất của Đức Chí Tôn và chư tiên Phật. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tiễn, Ngài có dạy: chi chi hữu sanh cũng bội chân linh thầy mà ra. Hễ có sự sống, ắt có thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy lòng háo sanh của thầy không cùng tận. Thật vậy, tạo hóa có công sinh thành, nuôi dưỡng con người và vạn vật. Mỗi chân linh mà Ngài sinh hóa ra, dù lớn dù nhỏ, đều có điểm linh quan của Ngài chiết ra. Cho nên đối với muôn vật, từ côn trùng thảo mộc đến loài cầm thú và con người, Ngài đều yêu thương, che chở như nhau. Chư tiên Phật cũng thế, là các đấng từ bi cũng lấy lòng trời làm lòng mình. Chính vì vậy, tiên Phật cũng như Thượng Đế đều có lòng hiếu sinh. Thánh giáo thầy có dạy: mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy. Đến thế này lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai. Biết đâu cái kiếp sanh ấy chẳng phải là tiên Phật bị đỏ luân hồi mà ra đến nỗi. Cái mạng sống là thầy, mà giết thầy thì không phải dễ. Con rắn dại nhân sanh điều ấy. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, trời đất sở dĩ trường cũ là vì trời đất không sống cho mình. Bậc thánh nhân nên theo gương ấy. Ngài nói:
thiên địa sở dĩ năng, trường thả cụ giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường sanh, thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ, thân nhi thân thiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Nghĩa là trời đất sở dĩ được dài và lâu là vì không sống cho mình nên mới đặng trường sanh. Vì vậy thánh nhân để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân đặng còn. Mỗi sinh vật dù lớn nhỏ đều thọ một điểm chân linh của Đức Thượng Đế. Nếu được Ngài thương yêu đồng đều như nhau, đều được quyền sống ở cõi thế gian như nhau. Lại nữa, do bản năng sinh tồn mà mọi loài đều ham sống sợ chết. Vì thế, ai sát hại sinh mạng của một loài vật thì sẽ bị ác báo. Người nào cứu mạng một sinh vật thì đã được thiện báo. Câu chuyện sau đây cho ta thấy phước báo của sự bảo vệ sanh linh dù là vật bé nhỏ. Thời xưa, có một vị La Hán ở trên núi Tiết đã chứng lục thông, thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt. Ngài có nuôi một vị thiếu niên Sa Di làm đệ tử. Một hôm, vị thiếu niên đứng đầu bên cạnh thầy, vị La Hán xem qua sắc tướng rồi cho biết vị đệ tử đã hết phước báo, sau 7 ngày nữa sẽ chết. Thiếu niên Sa Di nghe được sự việc chỉ biết đau đớn, đảnh lễ thầy rồi tự tạ trở về nhà. Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, người thiếu niên rẽ qua con đường hẻm, thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi dơi trong dòng nước nhỏ chảy ngang qua đường. Bầy kiến hết sức chống đỡ nhưng vô hiệu, vì thân nhỏ, sức yếu mà dòng nước quá mạnh nên đành để dòng nước đưa về cõi chết. Thiếu niên Sa Di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cởi chiếc áo đang mặc trong mình ngăn ngang dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào. Những con kiệt sức không leo được, thiếu niên nhẹ tay bắt từng con bỏ vào áo rồi đem vào nơi khô ráo. Sau khi xem xét cứu hết bầy kiến, thiếu niên mới yên lòng trở về nhà. Trong thời gian 7 ngày, chàng thiếu niên lo sợ chờ ngày mãn chung. Nhưng đến ngày thứ 8, thiếu niên thấy không có gì xảy ra, mình vẫn còn sống, chàng thiếu niên mừng vui tiền đến gặp thầy. Vị La Hán hết sức ngạc nhiên, ngài liền nhập định, dùng diệu trí quán xét mới biết đệ tử mình do công đức cứu bầy kiến nên cải được tử mệnh, lại còn được sống lâu nữa. Sau khi xác định, vị La Hán cho đệ tử mình biết là cho rằng có lòng từ bi mà cứu vớt sinh linh thì công đức ấy vô lượng. Bài 12. Tự lực và tha lực. Con người được tạo hóa sinh ra có tánh linh hơn muôn vật, biết suy nghĩ, lại có sức mạnh tinh thần quật khởi, có ý chí can cường muốn vươn lên để tìm cách tự cứu mình thoát khỏi sự chế ngự của thiên nhiên. Nhất là ngày nay trước sự tiến hóa của khoa học đã giúp loài người trong nhiều lĩnh vực thoát khỏi tai họa do thiên nhiên gây ra. Đó là do bản năng sinh tồn dựa vào tự lực để an thân. Vậy, đằng khác, đứng trước thiên tai dịch họa, đứng trước sức mạnh của thiên nhiên, loài người tự cảm thấy mình nhỏ nhoi yếu đuối, sợ bị tiêu diệt nên mới phải thần phục sức mạnh của thần linh. Và đó dựa vào tha lực để được tồn tại. Đó là hai quan niệm dựa vào tự lực và tha lực để được sống trong xã hội. Còn trong tôn giáo, muốn được giải thoát khỏi kiếp luân hồi nơi trần lao giả tạm này để trở về ngôi xưa vị cũ, thì người tu phải nhờ vào hai nguồn lực, tự lực và tha lực. Phật thừa nhận chúng sinh nào cũng có Phật tánh và có khả năng thành Phật, do đó phải tìm cách phát huy năng lực sẵn có của mình, tức dựa vào tự lực, một năng lực của chính mình để đạt đến Phật tánh. Chủ trương của Thiền Tông là trực chỉ nhân tâm khiến tánh thành Phật,
nghĩa là tự mình gắng sức để được giác ngộ. Trái với tự lực là tha lực, tức sức mạnh từ bên ngoài hay nương vào sức thiêng liêng của các đấng để trợ giúp. Phái này quan niệm rằng các vị Bồ Tát đã sẵn có lòng từ bi và lập đại nguyện cứu độ chúng sanh. Nếu chưa độ tận chúng sanh thoát dòng khổ sinh tử thì các ngài quyết không thành Phật. Cho nên phái Tịnh Tông chủ trương phải nhờ vào lòng tin và niệm Phật A-di-đà, niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung được nguyện lực đó tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra, những người chú trọng vào tha lực cũng tin tưởng sở sức mạnh hộ trì của chư Phật và các đấng thiêng liêng khác trong mười phương. Trong tôn giáo Cao Đài, như chúng ta biết, Đức Chí Tôn giáng quyền cơ khai sáng nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ân xá kỳ ba cho toàn thể chúng sanh để được dễ dàng lập dị. Người tín đồ hầu hết là tin tưởng vào quyền năng thiêng liêng của Đức Thượng Đế. Ngài là đấng chủ tệ càn khôn thế giới và là giáo chủ đạo Cao Đài, cũng là cha, là thầy của vạn linh. Ngài mở đạo để chỉ đường dẫn nẻo cho toàn thể chúng sanh được trở về hội nhập cùng Ngài. Trong Thánh giáo, Đức Chí Tôn hằng nhắc nhở các đệ tử rằng: nếu các con không tự lập ở cõi thế này là cái thế đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Như vậy, Ngài mặc nhiên xác nhận người tín đồ Cao Đài phải nhờ ơn cứu rỗi của Ngài và chư thần thánh tiên Phật, nhưng bản thân mình phải tự lực hầu khắc phục mọi xấu xa, lập nhiều công quả để Ngài dẫn dắt về thiêng liêng vị. Trong kinh Cầu Hồn khi sắp hối có đoạn dạy: dầu trọn kiếp sống không nên đạo, dầu quan gia tội báo buộc ràng, Chí Tôn xá tội giải quan, thánh thần tiên Phật cứu nàng độ vong. Đại ý đoạn kinh có nghĩa là: dầu cho lúc sống không trọn vẹn người đạo đức, không giữ tròn nhân lưng, không vẹn đạo tu hành, hoặc dầu cho quan gia hay quả báo do tội lỗi gây ra lúc trước đeo theo ràng buộc, thì vẫn cứ cầu xin Đức Chí Tôn xá hết tội lỗi, cởi bỏ hết mối oan nghiệt và chư thần thánh tiên Phật cứu giúp các tai nạn, tế độ vong hồn cho được siêu thoát. Nội dung đoạn kinh trên cho ta thấy, một người làm lỗi đến phút cuối cùng là lúc hấp hối mới ăn năn, sám hối và cầu đạo Đức Chí Tôn và chư thần thánh tiên Phật sẽ tha thứ tội tình mà cứu độ cho. Sở dĩ được như vậy là nhờ chúng sanh được mai duyên gặp thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn khai nền đại đạo, mở ra một thời kỳ đại ân xá cho vạn linh và đóng địa ngục mở từng thiên, là để các chân linh có tội lỗi nếu biết tu sửa, ăn năn sám hối thì được Chí Tôn tha thứ tội tình mà trở về ngôi cũ. Còn các tội hồn không chịu cải hóa thì phải ở lại cõi âm quan chờ ngày học đạo để được siêu thăng thoát hóa. Chỉ cần phút lâm chung cầu nguyện Đức Chí Tôn nương nhờ vào quyền năng Thượng Đế là xong. Cần gì lúc sanh tiền phải lo bồi công lập đức hay tưởng trời niệm Phật? Chúng ta cần phải nghĩ một điều: có được một lời cầu nguyện lúc lâm chung toàn là nhờ lúc bình thường chí tâm tưởng niệm Chí Tôn để tạo duyên phần cho phút cuối. Nếu không, bệnh tật hôn mê, đau đớn, bức bách làm cho tâm thần mê loạn hoặc bị nghiệp lực lôi kéo, nhiễu loạn tâm thần. Lúc bây giờ muốn ăn năn tự hối, hướng niệm Chí Tôn cũng không xong. Vì vậy, lúc bình thời chúng ta tu trì, tạo phước chính là dự bị cho lúc lâm chung để mang theo làm hành trang thiện quả trong phút trở về quê xưa dị cũ. Qua ý nghĩa đoạn kinh trên, chúng ta thấy nương nhờ quyền thiêng liêng cũng cần đến sức của chính mình.
có nghĩa là muốn cầu tha lực thì cũng cần có tự lực. Tự lực là điều kiện cần thiết cho việc tu, có quyết tâm, cố gắng mới mong đạt thành. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tiện Thánh Giáo, Thầy có nhắc lại, ấy vậy, cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con, cũng là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu Thầy còn đường đưa tay bồng ẩm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc gì đạo. Tóm lại, chúng sanh đều có thiên tánh, nên sự phân biệt tự lực và tha lực cũng chỉ là phương tiện trong việc tu tập mà thôi. Con đường tha lực cũng cần đến tự lực, như lời thuyết đạo của Đức Thượng Sanh sau đây đã nói: sự giải thoát cho ta, ta phải tự lo lấy, không có quyền lực thiên liêng nào giúp sức cho ta. Cũng như một chiến sĩ xông pha ngoài tiền tuyến, ta phải tự lực tự cường mới có thể chống ngăn kẻ địch. Ta còn hay mất đều do sức ta, không ai chen vào phụ giúp ta được. Bài 13. Chờ con lập đức. Lập đức là làm những việc lành, việc thiện nhằm đem lại phước đức cho mình và cho người khác. Những việc như bố thí, in kinh, làm chùa, ăn chay, lễ cúng hay ủng hộ những người tu hành chân chính là những việc làm tạo nên công đức. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc tu hành vào thời Tam Kỳ Phổ Độ. Thực vậy, vào thời Hạ Nguyên Mạt Pháp, chúng sanh sống trong cảnh khổ đau của chiến tranh, thiên tai và bệnh tật, nên rất cần thiết có những tấm lòng, những bàn tay để xoa dịu những nỗi đau của sanh chúng. Thánh giáo dạy, người tu hành nếu chưa trường chay, trì giới nội đặng thì hãy lo lập đức, bồi công để làm nền móng vững chắc cho việc luyện đạo tương lai. Chớ dục vọng mong sớm luyện đạo để làm tiên, Phật mà thiếu phần công quả âm chất. Vì vậy, lập đạo kỳ này là mở một trường thi công quả, các con phải đi tại cửa này mới đến đặng cực lạc mà thôi. Phần nhiều người tu hành thường thiếu công quả, mà công quả cũng là một phần của việc lập đức. Vậy cần phải chuyên lo tâm về phần này, nên Đức Chí Tôn thường nhắc nhở, người dưới thế này muốn giàu có, phải kiếm phương làm ra của, ấy là về phần xác thịt. Còn thần tiên thánh Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. Việc lập đức rất cần thiết cho người muốn làm tròn chữ hiếu. Theo Tăng Tử, ngoài việc phụng dưỡng và thờ kính song thân ra, còn có nhiều việc quan trọng mà người con hiếu cần phải làm. Thân lập đức, lập công, tức là có thành tích mưu phước lợi cho mọi người, thì đó là sự mở rộng và vươn lên của lòng hiếu thảo đối với cha mẹ còn sống hay cha mẹ đã chết rồi. Nếu cha mẹ còn sống, con cái lập công, lập đức cho nhân quần xã hội, thì đó là rạng danh ông bà cha mẹ. Nếu cha mẹ đã qua đời, thì việc lập công bồi đức của con cái có thể hồi hướng những công đức đó để cầu siêu cho chân linh của cha hay mẹ. Nghi thức tang lễ của đạo Cao Đài, khi những người con quỳ cúng tế cho cha hay mẹ đã quy liễu, đồng nhi tụng đến hai câu kinh: thông dông cội thọ nương hồn, chờ con lập đức giúp quần ngôi xưa. Chúng ta nghĩ đó là lời nguyện giái, hứa hẹn của những người con hiếu thảo với vong hồn của cha mẹ. Thế mà từ trước đến nay, có biết bao người con đầu chích khăn tang đã từng khóc lóc quỳ cúng lại cha mẹ, nguyện thực hiện như lời kinh đã dặn dò. Song khi nắm xương cha, hai mẹ đã vùi sâu vào lòng đất lạnh, than ôi. Sau đó con người bẵng đi tiếng kinh tiếng kệ để chạy theo tiền tài danh lợi, mê đắm vinh hoa, ham mồi phú quý, quên rằng nơi cội thọ cha mẹ đang chờ con lập đức một cách mòn mỏi, tuyệt vọng.
Nếu như người con hiếu đạo quyết thực hiện lời kinh đã dạy, thì phải biết tu thân, lập đức, nhất là phải thực hành công quả, để lấy đó mà dâng hiến lên cho cha mẹ. Cha mẹ nơi cội thọ nhờ công đức do con cháu tạo ra để làm hành trang trở về ngôi xưa vị cũ. Bài 14. Nhồi quả. Nhồi quả là những kết quả xấu từ nhiều kiếp trước dồn lại để báo đáp trong vòng một kiếp sống hiện tại. Nhồi quả là một quả nghiệp nặng nề khiến người thọ quả phải chịu liên tục dồn dập trong vòng một kiếp. Nhưng chịu quả là một đặc ân của Đức Chí Tôn trong thời kỳ đại ân xá này. Nếu ai chịu đựng được sự nhồi quả thì sẽ mau hết nghiệp để có trở về ngôi xưa vị cũ. Trong Quyển Thiên Đạo, hai ngài Nguyễn Trung Hậu, Phan Tường Mạnh nói về lực nhồi quả như sau. Nhồi quả là một cách trả quả rất nặng nề, nhưng cũng là một phương giải thoát. Cho nên người biết đạo luôn luôn vui chịu những hoạn nạn, tai ương dồn dập đến cho mình. Và nếu thấy người nào đạo đức chân tu mà bị hoạn nạn cùng tai biến bất ngờ, tưởng chẳng nên lấy làm lạ, vì người ấy đương chịu nhồi quả đó vậy. Trong trời cho mở đạo kỳ ba, dìu dẫn nhân sanh lánh dạy tà, vì muốn tu thân nhồi quả trước, gắn công sao sẽ đến cùng ta. Người không hiểu về lực nhồi quả thì cho rằng trời đất bất công, nhưng đó là hồng ân của thiên liên ban cho người thọ quả. Câu chuyện sau đây của người nhồi quả kiếp. Ngày xưa có một vị hòa thượng muốn tu sửa lại ngôi chùa cổ nên ra chợ làng để quá duyên. Ông đi từ sáng đến chiều chẳng có người nào chịu bố thí cả. Sau cùng có một em bé bán kẹo nghèo nàn, ăn mặc rách rưới chạy đến, đem hết số tiền bán được cúng dâng cho vị hòa thượng. Tấm lòng hỷ xả và nghĩa cử cao quý của đứa bé làm động lòng trắc ẩn của những người trong chợ, nên kẻ ít người nhiều, ai nấy đều đua nhau bố thí cho vị hòa thượng để có tiền bạc cất chùa. Ngôi chùa đó vì thế mà được đổi mới khang trang. Chùa cất xong chưa được bao lâu thì dân làng được tin bé bán bánh mắc bệnh và bị mù cả hai mắt. Dân trong vùng đều oán trách rằng trời Phật bất công đã hại người hiền lương đạo đức. Không bao lâu, vì mù lò, đứa bé đi lọt vào hầm phân mà chết. Dân làng lại xôn xao bàn tán về số phận của đứa bé xấu số đó. Ai nấy đều cho rằng bố thí hành thiện là một việc không nên làm, vì sợ sẽ rơi vào trường hợp của đứa bé. Một hôm, vị hòa thiện đang ngồi thiền, bỗng nhiên thấy hình ảnh đứa bé chập chờn xuất hiện và quỳ lại trước hòa thượng. Hòa thượng hỏi: "Con có oán trách trời Phật bất công chăng?" Đứa bé đáp: "Không, Diêm Vương cho con biết tam thế nhân quả của con. Kiếp trước con tạo nghiệp quả xấu nhiều nên kiếp này phải đầu thai trong một gia đình nghèo khổ, cha mẹ mất sớm, cuối đời bần cùng lang thang. Kiếp sau nữa, đầu thai sẽ bị bệnh phù, kiếp thứ ba cũng sẽ phải chịu khổ, chết trong hầm phân. Khi thầy quá duyên ở chợ, con thấy không người nào chịu bố thí cả, nên con động lòng đem hết số tiền con có được dâng hiến cho thầy." Diêm Vương phán rằng: "Con có công trong việc tu sửa ngôi chùa, vì sự bố thí của con cổ động lòng hỷ xả của nhiều người, nên đem tam thế thân quả của con rút ngắn lại, tức là con phải chịu lực nhồi quả trong kiếp này. Mong thầy từ bi đem chuyện của con kể lại cho dân làng hay, như thế con mới an tâm." Hòa thượng bèn đem chuyện tam thế nhân quả của đứa bé kể lại cho dân trong làng nghe. Từ đấy dân làng mới biết lực nhồi quả
là một đặc ân của trời Phật dành cho người biết tu hành. Bài 15. Danh vọng tiền tài. Chúng ta thử suy ngẫm về đoạn kinh trong bài sám hối như sau: lo danh vọng hao mòn thân thể, ham làm giàu của đệ bằng non, một mai nhắm mắt đâu còn, đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chăn. Danh vọng, giáo thầy có dạy điều này như sau: cái xưng kia chẳng đợi người, mà bước đời càng gai trở. Lần qua thọ lặng ác tà, bóng thiều quang nhạt thúc. Con đường hy vọng chẳng biết đâu là tột cùng, mà bước đời xem đà mòn mỏi. Sự thác vô tình sẽ đến mà vẽ cuộc sanh ly, pha màu tử biệt, làm cho sự vui vẻ giàu sang danh vọng đều thành ra một giấc quỳnh lương. Rồi đây vĩnh biệt ngàn năm, tội tình muôn kiếp. Theo triết lý tôn giáo, ta thấy cái thực và vĩnh cửu mà ta không tìm lấy, lại chạy theo vô minh để tìm cái danh lợi quyền giả tạm, khiến phải lao tâm, tiêu tứ và dương mang tội tình. Vậy cái thực và vĩnh cửu ở đâu? Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy rằng, các con nên tìm sự giàu đức tính của trời. Chỉ có cái cách đó mới gọi là vĩnh cửu, của quý ấy không ai ăn cướp đặng cả. Danh quyền nơi trời là bền chắc nhất, và danh quyền ấy mới chịu đựng nổi bao sự thử thách. Ngài Huyền Giáo Tông Lê Văn Trung cũng hỏi Đức Chí Tôn: mấy con phải làm sao mà tìm đặng phẩm tước của cải và danh vọng của trời? Thầy trả lời: tu